Hello, xin chào cả nhà. Xin tự giới thiệu, em là An, đến từ đơn vị hợp tác xã Giao Phúc Sen. Hàng ngày thì em có lên các clip báo giá về các sản phẩm giao bếp, giao đi rừng của hợp tác xã Giao Phúc Sen. Hôm nay em sẽ làm một clip đặc biệt về hai bộ dao hàng chuẩn của hợp tác xã Giao Phúc Sen với mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn các anh chị nhé. Sẽ tặng voucher giảm trực tiếp vào hai bộ dao em đang để ở trên clip này. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết các sản phẩm này ngày hôm nay để cả nhà mình có thể săn được các bộ dao giá cực chất của hợp tác xã Giao Phúc Sen các anh chị nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về bộ dao bên phải trước các anh chị nhé. Đây, bộ này thì gồm có một chặt xương, một chặt gà, một thái dài và một dao lọc. Tất cả đều có dập hoa văn một bên. Đầu tiên đây là một cây dao chặt xương, mã của sản phẩm là G06TDD. Cây này là thiết kế theo kiểu dáng bản truyền thống các anh chị ạ. Thiết kế theo kiểu dáng bản truyền thống. Lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng 24cm. Bề rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng 9-9,5cm. Độ dày của sống dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng 5-6 ly. Và trọng lượng của cây dao chặt xương này thì nó sẽ vào khoảng 8 lạng các anh chị ạ. Vào khoảng 8 lạng. Dao chặt xương G06TDD thì thiết kế chuyên dùng để chặt các loại xương to như là xương ống, xương khủng, xương trâu, xương bò. Mình cũng có thể là mình chặt gà vịt được, nhưng mà chặt gà vịt thì cái lưỡi dao nó khá dày các anh chị ạ. Đây các anh chị có thể nhìn cái phần lưỡi dao này giúp em này. Đấy, lưỡi dao thì sẽ rèn đều từ trên xuống phần lưỡi dao như thế này, và cái góc cắt này là sẽ tù này. Góc cắt này sẽ tù. Vì vậy mà mình sẽ chuyên dùng để chặt các loại xương to là chủ yếu các anh chị nhé. Nếu mà mình chặt gà vịt ấy, thì nó sẽ có cái nhược điểm là cầm nặng tay, cầm chặt gà vịt một lúc là sẽ mỏi tay rồi. Miếng gà thì sẽ không được đẹp, không được nét. Vì vậy nếu mà để chặt gà vịt ấy, thì mình sẽ sử dụng cái cây chuyên chặt gà vịt ở mẫu số 2 này đây. Đó là cây CG02. Đây là cây dao chặt gà vịt CG02 các anh chị này. Thiết kế theo kiểu dáng gọi là lưỡi cong. Đấy, lưỡi cong võng, các anh chị vừa nhìn chi tiết này. Lưỡi cong võng, và đây là phần cán của sản phẩm. Cán ở đây sẽ là cán ốp và có 3 chiếc đinh bằng đồng nhé các anh chị nhé. Cán ốp. Mặt sau đây ạ, mặt sau ở đây sẽ là mặt bản trơn. Sản phẩm có dập chìm logo HTX Giao Phúc Sen này. Kem chống hàng giả này là mình có thể check cái bằng ai check nhé các anh chị nhé. Đây là cây dao chặt gà CG02. Cái này em bán lẻ thì nó sẽ là có mức giá là 399.000. Còn cây dao chặt xương G06TDD, giá bán lẻ của nó sẽ là 379.000. Tiếp theo đây sẽ là một cây dao thái dài. Đây, nhiều các anh chị thì rất thích các dòng dao thái nhỏ như thế này, N15TDD. Để mình có thể là mình bổ được hoa quả này, cắt này, gọt được này. Hoặc là mình cũng có thể là thái thịt nướng. Ví dụ như các anh chị mình mà bán bánh mì này, làm hàng này, thì thích dùng những cái cây dao thái dài nhỏ này. Thứ nhất là cầm nó sẽ rất là nhẹ tay, rất là sắc bén, cầm rất là nhẹ tay. Ưu điểm thứ hai là rất là sắc bén bởi vì lưỡi của nó mỏng. Và ưu điểm thứ ba nữa vì nó dài mà, nên là khi mà mình tiếp xúc với cái thức ăn mà nó ở xa ấy, thì nó đỡ nóng hơn. Đó, thì nó sẽ đỡ nóng cái tay của mình cầm hơn. Đây là cây N15TDD nha các chị nhá. Lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng 24-25cm ấy. Khoảng 24-25. Sống dao ở đây thì nó sẽ dày vào khoảng 1,5 ly. Cán ở đây sẽ là cán gỗ cầm chỉ này, khâu đồng đỏ, chốt đinh cũng bằng đồng đỏ. Giá bán lẻ của cây này là 329.000 các anh chị nhé. N15 TDD. Tiếp theo ở đây sẽ là một cây dao lọc, mã của sản phẩm là ZLOCD. Phần lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng 20-21cm. Bề rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 5cm. Độ dày của sống dao thì nó sẽ vào khoảng là 2 ly. Thiết kế là kiểu dáng cán ốp và chốt 3 đinh bằng đồng nhé các anh chị nhé. ZLOCD, cây này thì thuận tiện cho việc là mình sử dụng để mình lọc này, mình làm cá này, hoặc là mình mổ cá, mình phi lê cũng ok nhé các anh chị nhé. Đây là mẫu best seller của nhà em đấy các anh chị ạ. Best seller dao lọc của nhà em đấy. Tổng giá trị của combo 4 món chặt xương, chặt gà, thái và lọc là 1.436.000. Và hôm nay thì em sẽ báo giá tri ân giảm trực tiếp bộ dao này 200.000 đồng. Từ 1.436.000 giảm 200.000 thì còn 1.236.000 miễn phí ship và có bảo hành 1 năm cho mình ạ. Nhiều các anh chị thì hay tư vấn chọn dao thì thường hay hỏi em là: em ơi, nhà em có bán đá mài không? Hoặc là nhà em có bán kèm thớt không?
thì em cũng có bán kèm dao và thớt các anh chị nhá. Thớt thì em có thớt đây, như là thớt gỗ này là thớt gỗ nghiến này. Ngoài ra em còn có cả thớt gỗ tách này. Còn đá mài thì hiện tại là em đang có đá mài, loại đá mài độ mịn cao ở đây. Đây là loại đá mài độ mịn 1.000, 3.000. Giá bán lẻ của viên đá này là 229.000 một viên các anh chị nhá. Đó, 229.000 một viên. Nếu mà các chị không thích lấy voucher thì các chị có thể lấy đá mài cũng được. Em sẽ tặng combo bộ dao kèm với đá mài thì nó sẽ là 1.436.000. Còn nếu như mà các chị không lấy đá mài thì nó sẽ là 1.236.000. Còn đây là đá mài bùn này các chị này. Đá mài bùn ở đây thì đây là đá mài tự nhiên thôi. Thì đoạn đá này nó sẽ rẻ hơn một chút, thì nó chỉ là 120.000 một viên. Loại đá mài này, loại đá này thì có độ mịn là 3.000 grit các chị nhé, 3.000 grit, 120.000. Ok, bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến bộ dao thứ hai trong clip này nhé các chị nhé. Bộ dao này thì cũng có 4 món, gồm có một chặt xương, một chặt gà, một thái và một lọc. Đây là cây dao chặt xương này các chị này. Mã của sản phẩm là N10TM. Đấy là một mã dao chặt xương mới của nhà em ạ. Lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng 24cm. Bề rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 9-9,5cm các anh chị nhá. Độ dày của sống dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng 5 ly, 5-6 ly. Và trọng lượng của cả cây này thì nó sẽ rơi vào khoảng 8 lạng. Đó, 7,5-8 lạng. Cái cán ở đây là cán gỗ mun này các anh chị này. Chất liệu là cán gỗ mun khâu bằng inox và cho đinh bằng inox. Nếu các anh chị tìm hiểu thì sẽ thấy được là cán gỗ mun và cán gỗ cẩm chỉ là hai chất liệu cán gỗ quý, quý hiếm và độ bền của nó rất là cao. Vì vậy mà bên em sử dụng để làm cán dao. Đó, thì bên em chỉ sử dụng các nguyên vật liệu tốt nhất để làm nên cái sản phẩm của mình. Đó, cây số 2 ở trong clip này ở đây thì anh các chị có thể thấy là nhìn nó khá giống với N10 ban nãy đúng không ạ? Nó chỉ nhỏ hơn một xíu thôi và nó mỏng hơn. Đó, cây này thì nó độ dài nó khoảng 22-23. Bề rộng ở đây thì nó vẫn như vậy thôi, nó khoảng 9,5. Độ dày ở đây thì nó sẽ vào khoảng 3 ly thôi ạ. Cây này thiết kế chuyên dùng để chặt gà vịt và mình cũng có thể là mình chặt sườn được. Trọng lượng của cây dao này thì nó sẽ vào khoảng 5 lạng rưỡi các anh chị nhé. Chuyên dùng để chặt gà vịt cũng như chặt sườn. Cây dao số 3 trong bộ này đó sẽ là một cây dao thái và mã của sản phẩm là N09ATM. Nhìn nó kiểu dáng cũng giống với N09TM. Đó, nhìn nó cũng giống như vậy nhưng mà nó sẽ mỏng hơn và nhỏ hơn. Cây này thì lưỡi dao nó chỉ dài vào khoảng 21 thôi, 20-21cm thôi. Bề rộng ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 7,5-8cm và độ dày ở đây nó sẽ vào khoảng 1,5 ly. Trọng lượng của cây này thì nó sẽ vào khoảng 2 lạng rưỡi. Cây này thiết kế chuyên thái, dùng để thái thịt này, thái rau củ khá là ok. Tiếp theo đây sẽ là một mẫu dao lọc các anh chị nhé. Mã của sản phẩm là G17ATM. Lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng 21cm. Bề rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ là 5cm này. Độ dày sống dao ở đây nó sẽ là 1,5 ly. Cây này thì thiết kế chuyên dùng để lọc. Lọc và mình cũng có thể là mình thái được hoặc là mình cũng có thể là mình gọt hoa quả được anh chị nhá. Bộ này thì cực đẹp rồi. Đây là bộ best seller của nhà em đấy anh chị ạ. Bán chạy nhất. Cây N10TM thì đang có giá bán lẻ là 379.000. Cây N09TM chặt gà đấy thì đang có giá bán lẻ là 359.000. Cây N09ATM thì đang có giá bán lẻ là 280.000. Cây G17ATM thì đang có giá bán lẻ là 270.000 các anh chị ạ. Thì cả cái combo này ngày hôm nay nó sẽ có giá là 1.289.000 tổng cả bộ luôn. Và em cũng đã hứa ngay từ đầu clip là em sẽ giảm voucher trực tiếp vào các bộ dao, thì bộ này ngày hôm nay em cũng sẽ giảm trực tiếp là 200.000 đồng, còn 1.089.000 các anh chị nhé. Còn 1.089.000 nếu mà các chị lấy kèm bộ dao với đá mài này cũng được. Mình lấy bộ dao kèm với đá mài thì sẽ là 1.289.000, còn nếu mà mình lấy bộ dao không kèm đá mài thì em sẽ giảm cho các anh chị còn 1.089.000 và miễn phí ship. Đá mài này là đá mài độ mịn cao, độ mịn 1.000-3.000 các anh chị nhé, đá xịn luôn. Hoặc là các anh chị có thể lấy kèm với đá mài bùn cũng được, tùy các anh chị mình có thể chọn. Ok, em vừa báo giá tri ân hai bộ dao chuẩn của hợp tác xã Dao Phúc Sen. Nếu mà các anh chị đang thích quan tâm với bộ dao này hoặc là mình đang ưng bộ dao này thì hãy liên hệ với em ngay về tổng đài 0987 240 733 để được các bạn nhân viên bên em tư vấn cũng như là lên đơn hàng các anh chị nhé. Các anh chị đặt mua thì hàng đến các anh chị vui lòng mở hàng ra xem hàng trước khi thanh toán giúp em. Đúng hàng của hợp tác xã Dao Phúc Sen, đúng chuẩn hàng của hợp tác xã Dao Phúc Sen thì mình mới nhận và thanh toán hàng cho bưu tá các anh chị nhé. Còn không đúng thì các anh chị hãy trả lại em.
Bây giờ thì em sẽ xin phép được kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Cả nhà mình nhớ bấm like và đăng ký kênh nhé. Và đừng quên là bấm đăng ký chuông để nhận những thông báo sớm nhất từ Hợp tác xã Gia Phúc Sen. Xin chào cả nhà.